Chào tất cả các anh em, chào mừng mọi người đến với video của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về một sản phẩm của nhà Montblanc. Nhắc đến nhà nước hoa này thì thực tế mà nói họ không có quá nhiều sản phẩm. Tuy nhiên ở đây thì mình có hai chai nước hoa mình cảm thấy khá hài lòng về những sản phẩm của họ. Đó là Montblanc Legend và Montblanc Individual. Hai mùi hương này với cái cá nhân quan điểm của mình thì đều rất là ok. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về một sản phẩm khác của họ, đó là Montblanc Legend Spirit. Thì như thường lệ, mình sẽ nói về những cái điểm mình thích và không thích về chai nước hoa này. Ok. Let's go. Ok, đầu tiên mình sẽ nói về những cái điểm mình thích về chai nước hoa này. Điều đầu tiên mình thích ở sản phẩm này đó là nếu như anh nào yêu thích cái style mùi giống như Paco Rabanne Invictus hoặc là Versace Dylan Blue, thế nhưng chúng ta lại cảm thấy nó quá nồng nàn, nó quá là ngọt ngào và dữ dội thì Montblanc Legend Spirit chắc chắn là cái sự lựa chọn thay thế rất là xứng đáng. Bởi vì với cá nhân cảm nhận của mình, ở mùi hương này nó có sự kết hợp giữa hương nước biển, oải hương và một chút citrus. Mùi hương nước biển khi mà chúng ta ngửi sẽ cảm thấy rất là dễ chịu và clean, sạch sẽ. Mùi oải hương thì hơi đồng một chút và citrus một cảm giác tươi mát. Thế nhưng tất cả nó tạo nên cái mùi hương hơi ngọt nhẹ và thoang thoảng bám trên da. Nó không phải là quá sexy và nó không phải là quá nam tính. Thế nhưng ở cái mùi hương này nó làm cho chúng ta một cảm giác là mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Nó không quá là bùng nổ, dữ dội giống như hai sản phẩm Paco Rabanne Invictus và Versace Dylan Blue. Và nếu như các em, như mình đã nói, nếu như các anh em nào yêu thích cái mùi hương của hai sản phẩm trên mà chúng ta cần phải nó tiết chế xuống, nó giảm xuống thì chắc chắn Montblanc Legend Spirit là cái sản phẩm các anh em nên tham khảo để mua. Điểm mình thích thứ hai ở chai nước hoa này đó là nếu như các anh em nào trong cái điều kiện thời tiết nắng nóng rất là khó chịu ở Việt Nam và chúng ta cần một cái mùi hương để đi làm hoặc là đi ngồi bạn bè xịt, và chúng ta xịt một cái mùi hương mà chúng ta ngửi cũng cảm thấy dễ chịu và mọi người khi xung quanh chúng ta cũng cảm thấy có thể enjoy đó, có thể cảm thấy happy, vui vẻ khi mà chúng ta xịt một mùi hương nước hoa chứ không phải là những cái ánh mắt xa lánh hắt hủi, thì Montblanc Legend Spirit chắc chắn là một trong những cái chai nước hoa mình muốn gợi ý đến cho các anh em. Bởi vì như mình đã nói, đây là cái mùi hương nó chỉ hơi ngọt nhẹ, nó thoang thoảng thôi, thì khi mà chúng ta xịt chúng ta sẽ không sợ mọi người cảm thấy khó chịu khi mà ngửi, và bản thân chúng ta trong cái điều kiện nắng nóng thì chúng ta cũng cảm thấy không bị gọi là chóng mặt khi mà ngửi mùi hương chai nước hoa này. Và đây là cái điểm thứ hai mình thích của sản phẩm này. Điểm mình thích thứ ba chai nước hoa này đó là nó không bị giới hạn về độ tuổi. Nếu như anh em nào tuổi teen, ok, sinh viên tuổi trẻ cũng có thể sử dụng chai nước hoa này, hoặc là già hơn một chút khoảng 28, 29, 30 cũng có thể sử dụng chai nước hoa này. Bởi vì như mình đã nói, chai nước hoa này nó không phải là sexy và nó không phải là nam tính. Và điều động lại khi mà chúng ta ngửi mùi hương này, nó cảm giác rất là thoải mái, rất là dễ chịu khi mà ngửi. Bởi vì với cái mùi nó hơi ngọt nhẹ và nó thoang thoảng bám trên da, đó một dạng skin scent đó, thì chúng ta khi mà ngửi sẽ cảm thấy rất là dễ chịu. Do đó điểm mình thích ở chai nước hoa đó là nó không bị giới hạn về độ tuổi. Tổng quan lại ba điểm mình thích ở chai nước hoa này đó là nếu như các anh em nào yêu thích Invictus hoặc là Versace Dylan Blue và chúng ta cần một cái mùi hương nó tiết chế hơn, nó giảm cái nồng độ dữ dội, thì đây Montblanc Legend Spirit là cái sự lựa chọn thay thế. Điểm mình thích thứ hai đó là nếu như anh em cần một mùi hương để đi làm hoặc là đi tụ tập bạn bè uống nước bình thường thì đây cũng là một cái sự lựa chọn đáng để đến tham khảo. Và cái thứ ba, nó không bị giới hạn về độ tuổi. Đó, đấy là cái ba điểm mình thích về chai nước hoa này. Vậy điểm mình không thích ở chai nước hoa này là cái gì? Điều đầu tiên mình không thích đó là trong khoảng 20 phút đầu của chai nước hoa này, mùi hương của nó hơi có thiên hướng giống một chút với mùi kẹo ngọt, có thể là mùi kẹo cao su hoặc kẹo ngậm gì đó. Thế nhưng nếu như bạn nào mà quá nhạy cảm thì chúng ta sẽ có cảm giác một mùi hương này là hơi giống với kẹo. Tuy nhiên sau khoảng nửa tiếng thì mùi hương nó hoàn toàn khác hẳn. Nhưng cái câu chuyện khoảng 15-20 phút đầu ở chai nước hoa này thì là một cái câu chuyện khác. Nếu như bạn nào mà quá nhạy cảm thì mùi hương này đôi lúc nó hơi giống với mùi kẹo cao su hoặc là mùi kẹo ngậm nào đó, và có thể là sẽ gây khó chịu đối với bạn. Và đây là cái điểm mình không thích ở chai nước hoa này. Điểm thứ hai mình không thích ở chai nước hoa này đó là bởi vì độ bám tỏa của chai nước hoa này chỉ ở dạng trung bình và nó có thiên hướng skin scent, thì nó sẽ phụ thuộc vào tính chất da của các anh em rất nhiều. Nếu như da khô hoặc da nhiều mồ hôi thì công năng của chai nước hoa này chắc chắn nó sẽ bị ảnh hưởng. Do đó nếu như các anh em nào có ý định cần tìm một chai nước hoa mà có độ bám tỏa mùi rất là tốt thì nên chọn kiểm tra trước khi mà mua. Và nếu không thì chúng ta khi mà mua rồi thì chúng ta nên cho ra một lọ chiết để sử dụng khi mang theo. Bởi vì như mình đã nói, chai nước hoa này nó sẽ chỉ bám thoang thoảng lên trên da mà thôi, chứ độ tỏa hương của nó rất là bình thường. Nếu cũng muốn nói là trong một phạm vi rất là ngắn đó, thì đấy cũng là điểm mà các anh em nên lưu ý. Tổng quan lại, chai nước hoa này có đáng để mua hay không? Với cá nhân quan điểm của mình, nếu như các anh em nào
cần một cái mùi hương không quá là cầu kỳ, không quá là phức tạp và có thể sử dụng trong mùa hè ở Việt Nam, có thể dùng để đi làm hoặc là ngồi uống nước bình thường với các anh em bạn bè, thì Mont Blanc Legend Spirit cũng đáng để các anh em tham khảo để mua. Và ngoài ra như mình đã nói, cái khả năng bám tỏa của chai nước hoa này chỉ thuộc ở mức trung bình, thì các anh em nếu như đã mua rồi thì nên mang theo một chai chiết nhỏ để xịt để có thể đảm bảo được cái hiệu năng của nó. Còn lại ngoài ra thì nó cũng rất là ok để mà sử dụng đó. Thì vừa xong là những cảm nhận của mình về chai nước hoa Mont Blanc Legend Spirit. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.